Hello, chào mừng các bạn. Hôm nay trời mưa nhá. Hôm qua mình có đánh con rắn hổ mang thì chiều tối hôm qua mình vứt lòng luôn trên đồi, mình chả mang về nữa. Chiều tối hôm qua nó mắc vào cái lồng ấy. Các bạn xem video trước các bạn biết rồi đấy. Mắc vào cái lồng, mình khèo mất tầm nửa tiếng thì mới khèo nó ra, chọc khoảng mấy phát vào người nó phun cả lọc ra luôn. Lọc của nó trông ấy. Đây. Ôi, đến hôm nay vẫn còn sống cả. Lại mắc rồi, lại mắc đầu kìa. Con này tầm 1 lạng nhá. Đây. Bình vàng nhá. Úi. Đang tìm kênh giúp ra đấy. Làm hỏng mất hai hòm rồi. Sao không bành nhỉ? Hay là nó bị mắc vào kia nó đau rồi. Ở đây chắc vẫn còn đấy. Các bạn ngắm qua nhé. Nó lại mắc đầu này, nó bé đầu, nó bé quá. Những chảo buồn bắt nó tại nó bé quá. Video này mình làm ngắn này thôi, mình sẽ để cho con này nó tự chết thôi chứ thả ra thì không nên. Ok, video mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like. Đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất từ kênh mình nhé. Chào các bạn.